សូមអញ្ជើញលោកចៅក្រមមកនិយាយប្រតអឺតកតងនឹងអង្គហេតុមួយទៀតដែលលោកបានអះអាងអំពីការដែលលោកបានឃើញថាគេដឹកទាហានលន់នល់យកទៅសម្លាប់នោះជាហេតុអង្គហេតុមួយប៉ុន្តែទីនោះគឺមានចម្ងល់មួយសួរថាតើក្រោយពីជ័យជំនះ17មេសានឹង ទាហានលន់នល់ទាំងនោះគេយកទៅដាក់ម្ដុំឬយ៉ាងម៉េចបានជាគេអាចប្រមូលបានបាទខ្ញុំអត់ដឹងដែរពេលខ្ញុំឃើញដែរពេលដែលកំពុងជីឡានទៅនឹងថាគេប្រមូលយ៉ាងម៉េច hay làng làm bị tâm nà máu ở đằng đá bộ không khơi nó cũng phải nên giờ lo bị mốn màu cũng phải và khơi làn làn say vô chẳng tới phần đằng thà kia vô tâm nà máu hay bộ môi chẳng mấy cái khi mà đằng này bạn hay nấu cái lại ná cái khi mà đằng này thật ta cả đại kỳ bộ môi đặc chẳng làm luôn miền tiền miền tây thể hiến và đây ta chia nẹt đại miền bản đà tạ chia thể hiến là bỏ bỏ luôn nó rư còn miền crom cù sa bạc vụ quạt tây như mùi đài mặt tàu tại thể hiến mày mình lúc ban bị chạy tha mua nô chỉ nhẹ prap lúc tha chỉ nhẹ thể hiện luôn nó để bạn đặt từ lúc tha kỳ sầm lập ở hỏi ta ta mua nô nó chia nó là đái hay miền tầm nhẹ tầm nông giang na chỉ mua những lúc ban chia quạt bạn đăng lên được chưa bà bạn một nô nó cứ con cà pê to bò ở nhầm nằng miền khuôn miền nam thúm nô buồn nẹ nằng người cà pê to người thúm hàng cha đột mình hàng khẩu áo nam hàng từ rô rôm hốt rô bà lái nô hàng đạp bài còn cà phía phân viên đạp bài chẳng thì mùi khuôn chẳng mình lúc mà bạn xạ xu tí thì ta nâu đăng phí nam áo bạn này ta đăng phí ta rồi nhấm rồi có quạt bàn từ tua bòn miền đại toa bị cuốn quạt đặc khi mặt đăng hà quạt đăng pi na màu thế và nó về đến cái không đăng là từ khi mới để u chán hàng không to su cho ngóp bàn bàn tu sải gì rồi cái phụ hiện nó nấu tôi tu tu môn nên đó u ta nấu bạc nhâm chân hà từ giờ tôi vay cháu lên trong bàn hiện tới tháng bờ bờ sông tôi đá ba vay cháu được thành năm đó tôi nấu nước kia dụng hạ hạ thêm đài và bà xong ở con lục xã xây xong ở con này đồng thiền xong chưa lục chưa cầm xong rồi vượt lục xã xây nhưng trong chấm điểm xuống lục ông pi bắt bị sát bỏ lục đại còn lòng một ní cái thà lục miền lạt tập hiệp à ô tiền chưa chuẩn đây là trong thời mày rập bóp đúng cái thà kỳ prapietha vua đây ở đảo
hay cầm lăng rập bao phải chia chun cái nằm chỗ nằm khuya mà chỗ rung lố cơ ta lố thui cả ổn tiền cái tam đặc biệt na xong được chui prap hay mà giang tiền ní cái tha nâng khăn rập bao nông vì mình miên vì chú sai sầm lây na nâng ai thui cả bạn cả ưu tiên vị trí chôn cả lúc cứ khi mà miền ưu tiên có thế còn chả lát có khi mà ưu tiên này muốn được vốn khi mà thà khi mà tôi phơi trao phơi lui cũng có sẽ có gì thế hộp thế lui sâu tại vì từ mục khi mà có vay cả đi tích ở cái đầm bay đâu về nước miền là bay bởi thà nâu không thấy miền tốt hay miền khiêm đặc nôm chấn cái chế tàu tàu gặp tàu thà nâu ní cổ ngóp tàu nó muốn ngóp của ban CH2 muốn CH2 của muốn ngóp của ban tỏ tay gặp kịch chấn chế nôm thế gặp tàu mà ngay buồn bàn rôi bọn này chân tàu rôi chân tàu rồi ngay con trở lại hợp chỉ chốn là miệt tách và tàu từng tách thôi. Cứ theo mặt ban kinh cua có thể cứ có tơ tam mệt ơi mệt. Khi ông hát đôi chuyện đâu miên chụp ngõ vì pru hơ tha vì mà mình chỉ càng nghĩ sưu tới đây là lục đoàn lực lang tha và chỉ chốn nóng nhiệt tới tèng rồi tè mấy châu rùm đúng ta việc ban ta tầm bón đây là nơi chất khả lãnh đã lô căn cắp rồi có dạng mạch. Bác lục chào cấm hằng hà. Môn tầm bốn cứ việc bê lệ khiêm vay tàu nâng việc tụt việc tàu đòi phải chỉ chuẩn với tàu tại tầm bón để khi vay những cái việc miền chọc thôn một tô thế miền sọc bắt tập bón cái hậu bắt tập bón lơ cả nâng sọc cái sọc cọc lò sọc mù chẳng bị chọc thôn một tô khi đã khiêm vay nâng lại bốc từng sọc xung lột mùi tiệt đã chẳng việc tàu thì bạ tàu vì tàu nó có khiêm miền co và khiêm miền sâu mình miền co thế không có chạy ở hộp sân tàu hay cùng bay cầm lăng ở chun của tù quát mà lùi sâu mà bọc hộp chân tàu có cho chạy thật sập to nè mà hãy bê lại con cho lát tàu bàn tràn tàu ấy hiện này khi luật đâm mình tì của có vô tàu trò ca nâng cứ khiêm tiện tuôn bàn từng mê từng côn nạ về rạch nạ tối để kì mình toàn vài cháu lắng nạ con nụ sạ thông là con tối là nhóm có một tiện phụ nâng làng vĩnh bạn trai từ đáo càng nghe vì là quýnh hơi không có bàn màu chuốc tam xạ cò mình chỉ vay sọc khá mình chỉ vay thế vì nó sau là nụ nụ thế à thiên kỳ chạp hoài mình lục thiên chạp hoài chẳng hôm đẹp thà công tập chung tiết lúc xã xây cho lối khay khay bà nói đôi khi mình trời ca chậm lời nhưng về chừng ai đó còn đang bị thế cần chạy cầm quạt xua tha là biết này ca bầm mồ làm bèo khi trầu rùa mình nông sản cả mà phiệp lục chứ người về về còn mưa đấy cắt khá tới vừa màu có tình nghị là hai à
ខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាខ្ញុំបានឃើញចំណ ாய் របស់លោកថាលោកបានគៀងកោប្រជាជនហូត17,000គ្រួសារហើយចង់សួរថាតើពេលនឹងជាពេលដែលវៀតណាមគេរំដោះគេចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយឬក៏នៅក្នុងរបបដែលឬក៏រយៈពេលមុនពេលវៀតណាមចូលមករំដោះសូមអរគុណបាទរយៈពេលមុនថ្ងៃ7មករាបាទសូមជួយលោកស្រីចៅក្រមមីឡាតThank you. Mr. Witness, you told us that you saw trucks transporting Lon-Nol soldiers. Could you tell us how many trucks did you see? ដែលខ្ញុំឃើញប្រហែលជាវាយូរពេកហើយប្រហែលជាមិនតិចជាង10ឡានទេបាទDid you see them pass just onceOr did they return to pick up more? They returned to pick up more.ហើយប្រលប់ហ្នឹងនៅកន្លែងជំនុំគាត់នៅជាប់ឃ្លាតពីផ្លូវប្រហែលជា200ម៉ែត្រហើយខ្ញុំនៅឃ្លាតពីគាត់ប្រហែលជា50ម៉ែត្រឬសូទៅមកលើកទៀតឬសូស្មាត់ស្រែកជីយោសម្ដេចអ៊ូហ្នឹងទៅមកខ្សែឡានទៀតបាទពីរដងតែបានឃើញម្ដងឬស្មាត់ស្រែកជីយោសម្ដេចអ៊ូម្ដងបាទHow many people would there be on each truck? Approximately. Approximately.ហើយឡានសេមសេនោះហើយ20នាក់ជាងណាWere they wearing uniforms? តើអ្នកដែលជិះហ្នឹងគេមានពាក់ឯកសណ្ឋានដែរឬទេបាទមានពាក់ជាទាហានតែខ្លះក៏ពាក្យស័កខ្លះក៏អត់មានពាក្យស័កតែជាឯកស្ថានទាហានតែអត់មានកភ្លើងទេកភ្លើងបានបោះចោលនៅតាមកន្លែងវិញខ្លួនអស់ហើយបាទណៃ I understand thank youThank you, sir. Just one question, and please excuse. It's slightly repetitive to the question that was already asked by Judge Monicharia, but I didn't get your answer clearly. But so help me if I understand correctly.
Are you aware or not of any policy whatsoever of what to do with Lon Nol soldiers, whether to take care of them or whether to do anything else with them, including kill them? Any policy, general statement of what to do with Lon Nol soldiers that would come from the conferences or from personal announcements or that you heard of in your in the course of your duties? ແລະទៅនឹងទៅហ៊ានលន់នល់ថាលោកធ្លាប់ដឹងទេបាទគោលនយោបាយខ្មែរក្រហមខ្ញុំមិនបានធ្លាប់ឮខ្លះៗប៉ុនវាមិនច្បាស់លាស់ដែរទេគឺគេថាគេកំតិចនេះប៉ុណ្ណឹងបាទ And how did you hear of these policy of this policy or policies? Who told you of them? When? ពេលរំដោះហើយជាចិត្តមួយខែមុនក៏ឡើងមកសន្និបាតនៅភ្នំពេញ So after the liberation but before the conference in Phnom Penh was it before or after you saw the trucks And who was in attendance at this meeting? Anyone from the center? Anyone from the zone? Was the policy presented as the policy of Rohim or someone else's? ថ្នាក់លើបញ្ជា
So all that you said about the meeting, you witnessed yourself and heard yourself. Is that correct? Or you heard it from other people? ឬក៏លោកស្ដាប់ឬក៏តែលោកបានស្ដាប់ឬការប្រជុំនឹងដោយអ្នកដទៃប្រាប់ទេបាទនេះគឺខ្ញុំស្ដាប់ឮទេខ្ញុំមិនបានចូលរួមប្រជុំទេដោយសារផ្ទះពីរជាន់ផ្ទះឈើផ្ទះក្បឿងគាត់ប្រជុំនៅខាងលើពួកខ្ញុំនៅខាងក្រោមនៅខាងក្រោមផ្ទះហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំស្ដាប់ឮ And by the upper echelon, whom did you understand? Was there any particular name mentioned? By Ruhim. And go on, please. And was your impression that those in the meeting were in agreement with this policy or not? យល់ថាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ហ្នឹងគេអាចក៏ភាពជាមួយគូនយោបាយហ្នឹងឬក៏អត់ទេបាទក្នុងហ្នឹងគឺក្រោយមកពីថ្ងៃគឺពួកគាត់ខ្ញុំស្ដាប់ឮគាត់ថាគាត់នឹងតស៊ូជាមួយមជ្ឈិម មិនឲ្យសម្លាប់នឹងមិនឲ្យប្រជាជនវិលត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះសំបីវិញមិនឲ្យទៅនៅដីទេមានក្រោយមកបាននាំគ្នាមកប្រជុំមជ្ឈិមមកសន្និបាតនៅមជ្ឈិមទៅបាទ Which conference? Sanabat Munada. The Kim Ban Chun got Mao Madong. So before people were expressed, please correct me if I understood you wrong, but before this conference, some people expressed opinions or sentiments that the London soldiers should be allowed to go back to society. Is that correct? But then the policy was announced at the conference. Did I get it right, sir? But ក្នុងបំណងរបស់
ភូមិភាគមេភូមិភាគនិងមេតំបន់ទីចង់ឲ្យទាហាននឹងមកមានសម្រាប់តទៀតឲ្យប្រជាជននឹងឲ្យវិលត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះសបាយវិញនឹងគោបំណងរបស់ភូមិភាគរបស់មេភូមិភាគនិងមេតំបន់ហើយឲ្យមានលុយចាយលុយមានហើយចាប់ដើមបោះហើយជាចឹង Thank you, sir. So, sorry. Oh, sorry, one more. Have you ever heard about withdrawal from this policy? Was there any order that would rescind this policy subsequent to this meeting? Thank you. សូមអរគុណលោកសាក់សីសូមអញ្ជើញលោកចៅក្រមចារណរិនបាទអរគុណលោកប្រធានលោកសាក់សីនៅពេលនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនសួរទៅលោកប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំសូមកុំឆ្លើយវែងពេកហើយខ្ញុំសួរជាខ្លីៗទេដើម្បីកុំឲ្យមានខាតពេលយូរហើយឥឡូវយើងម៉ោង 5 ហើយសំណួរខ្ញុំទី1តើមន្ទីរ560ជាមន្ទីរអ្វី But Monty Pamroy Hock Nung, Kilman Don Dung, Government Dunk Bahlaw Diapana, Ban But Doge Moore, Held Yet Doge Moffy, Monty Lake, Pay, my Pamroy Hock Bat. Tao Matin, Tatna Crom, Netna. But now, Pumpia, but Taumanti from Bayroy Jet, Jimanti's A. But Manti from Bayroy Jet, you know my chama, not the pong, but តើអ្នកណាតើមន្ទីរ870ថិតនៅក្រោមអ្នកណាបាទខ្ញុំមិនដឹងថាថិតក្រោមអ្នកណាទេព្រោះក៏នៅភ្នំពេញបាទដឹងថាតប៉ង់នៅធានទីនៅពីចន្លោះឆ្នាំ 1975 ដល់ឆ្នាំ 1976 ពេលនោះលោកជានិរសាតើលោកធ្លាប់បាននាំសារពីមតិ 560 ទៅ 870 នឹងជាញឹកញាប់ដែរឬទេ But Kimmandel nom sa boha munti pamoy hokte. Yum nom sa de boh tinyim panang de ba. Tol dai boh tinyim ba. Mo pong ba. Tao nom sa tol dai pi ru nyim tao pong nang tao pong tao munti pamoy ro chet nang men de. But your mouth, no pain, no. Him your mouth, dog, mukbiang, link him to sap how pong, mojuba.
ប៉ុន្តែជាមធ្យមក្នុងមួយខែប្រហែលប្រមាណសាដែរបើសិនជានាំមក But tang pi kai pel dok menti leik 20 chok mao pambaik leik 20 tau khom nam mao ban 2 dong ba Semua yang mutiat ke tanah pena dari lok nom kong top rot jo pre ngai khai chanam jam dari te. Bat kenong chanam jat sabtum bay bahagia ពាក្យដល់ឆ្នាំឬក៏ចិត្តចុងឆ្នាំងើបាទចិត្តចុងឆ្នាំហើយព្រោះខែគឺមិនចាំបានទេពេលនោះគាត់ថាស្រូវចាប់ដើមផើមរីកឡោងមេសៅនឹងមិញទួនក៏ពីដើមគេហៅនឹងមិញទួននោះបាទចុងឆ្នាំចិត្ត 8 តើនៅពេលនោះរស់ញឹមនៅជាប្រធានភូមិភាគដែរឬទេ But of the Dalte, Hai go Mang Tha Kot Dung go Mang Dung Dai Phu Khiem Rip Sum Ngat Thai Ban. Pen Da Kroi Mao Ban Kot To Som Kam Lang Khiem Go Khiem Sum Rai Chet Aoy Ta Ban. Pe Da Kot Pe Da Lok Chau Ta Lok Ah Ang Tha Lok Ban Tu Prap Ru Nhiem Ta Pe No Ru Nhiem Min Pratikam Dai Ru Te Chum Pu Ka Phi ការនាំតបជួព្រៃនេះបាទគាត់មានខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំនាំបើតបជួព្រៃទេខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងទៅធ្វើចោលព្រៃខ្ញុំមិនដេកឲ្យគេចាប់អាកតទេហើយបើចង់សម្លាប់ខ្ញុំសម្លាប់ឲ្យហើយទៅ ខ្ញុំឲ្យក្រោកភ្លើងឲ្យទាំងកភ្លើងបាញ់ចុះហើយបើមិនបាញ់ខ្ញុំសម្លាប់ទេបើខ្ញុំទៅហើយគឺមិនបាច់តាមខ្ញុំទេតែតាមខ្ញុំខ្ញុំបាញ់ទាំងអស់ថាអ្នកណាទេខ្ញុំទៅធ្វើចោលព្រៃបាទអំពើអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មិនមានប្រតិកម្មអីទេបាទ បាទសូមអរគុណសំណួរចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណ Will you allow me please to ask one final question to Lok Pathean anunyat ak khnyom som su muay samnuoy che chong kroy ban te Ba som chei Mr. Witness do you know Lok Sak Sai why Lok dang te ta het awai ban che ruoh nyum the killing ban che oy som lap te hien lun nol chap chap le kroy pi rom dok ti krong po sat nang bat dam bong liem liem het ay ko mon rong cham doch awai dal so phom man tver nou phom phe mok pi ko tlop ban chap pi nang ni hai kroy mok dos leng phom ke het awai ban che nou ka pi yop ni keu tha chap hai samlap ay leun ble But he must done that. Thank you, Mr. President. Some of the local ten, chop high. Tom Chuin looked at Crom, yes, sir. Witness, since we have gone to the local, I do not wish to detain you
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកនៅយូរពេកទេខ្ញុំមានតែ២សំណួរខ្លីៗទេលោកបានឆ្លើយថាលោកបានផ្ដល់អង្គការទៅគាត់ប្រយោជន៍នៅឱកាសពីរយញឹមពឹកដោយពិចារណាទៅលើថាគាត់ជាលេខាភូមិភាជាប្រធានភូមិភាហេតុអ្វីក៏ចាំបាច់ត្រូវការជំនួយពីលោក bạn thì hiện chung vinh quất thì chạp ở hơi mà okay thank you just one other question ở cún mùi sầm nốt tiết asked him to join lok ban sna som oy ro nyom to chol kot chol chmuoy lok no knong prey ha lok mien kong toap 4000 neak he did not even pantae ta kot man ban chol ruom te doy sa ke man ton chap khluon kot no lai te hai kot man prom chol chmuoy kot tae ta lok aich panjol oy ban labat ban bantech ban te tha hai da vay ban che kot man to chol ruom chmuoy nang lok doy sa tha lok mien banchia top dol to 4000 ne ai no bat kalai ni ke top da tau chmuoy khom nang kot អត់ ដឹង ថា ខ្ញុំ បាន កង តប ពី ណា ទេ ប្រហែល ជា គាត់ មិន ជឿ ខ្ញុំ ក៏ មិន ដឹង ឬ ក៏ គាត់ ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច ទៀត សម្រេច ចិត្ត របស់ គាត់ មិន ដឹង ខ្ញុំ មិន ដឹង ទេ ប៉ន្តែ គាត់ ថា គាត់ មិន ទៅ ជាមួយ ខ្ញុំ ទេ បាទ But you requested him to join didn't you លោក បាន ស្នើ ឲ្យ គាត់ ទៅ ចូល រួម ជាមួយ នឹង លោក អញ្ចឹង មែន ទេ បាទ មុន ពេល ដែល ខ្ញុំ ឲ្យ កង តប 300 នាក់ មក គាត់ គឺ ខ្ញុំ សូម ឲ្យ គាត់ ទៅ ចូល រួម ជាមួយ ខ្ញុំ ធ្វើ មេ ដឹក នាំ ខ្ញុំ ត ស៊ូ នៅ គាត់ អត់ ទៅ ប្រថា សុំ 300 មក ការពារ ខ្លួន សិន មក គាត់ និយាយ ទៅ ប៉ុណ្ណា He was arrested soon after you invited him to join you, is that right? តើ គាត់ ត្រូវ បាន គេ ចាប់ ខ្លួន ភ្លាមៗ បន្ទ ក្រោយ ពី ពេល លោក ស្នើ សុំ ឲ្យ គាត់ ទៅ ចូល រួម ជាមួយ លោក អញ្ចឹង មែន ឬ ក៏ អត់ ទេ bạn coi pê lên hai chị đọc ngày chiên hai chị đọc ngày tuần chợ lọ đọc ngày từ đọc tam ngày này không chợ lọ nữa anh bạn thank you very much xin ơn con lộc xã sĩ khi mà xin lỗi lộc thiên chăng bà ở sầm nu hay lục xạ xây trong số thay nô quân chụp buộc lục xạ xây đây đại bàn chuyện về lìa bị kịch ca bỏ lô bàn trộn rùm nông ca bắt đầu thấy cầm nơi chụp buộc mộc tơ là các phụ ni hơi nếp pin lô ai chưa nhìn tơ lọp từ bình bàn hơi dược trong cơ sôm và cả chun mê tử ví chun chọt trao nâng kỳ thằng ọ ព្រមទាំងសហប្រតិញ្ញាផងដែរថាសវនាការលើកក្រោយតុលាអង្គជំនុំជម្រះនិងសម្រេចទៅតាមដីការកំណត់ការប្រឆេទដែលរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកពូលដែលនឹងធ្វើការសម្រេចនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺយើងអសវនាការនៅត្រឹមនេះហើយសូមអញ្ជើញលោកមន្ត្រីខាងព័ន្ធនាគារនាំជនជាប់ចោតទាំងពីរទៅព័ន្ធនាគារវិញអញ្ចឹងតុលាការសម្រេចអសវនាការ